Mọi người dẫn nhau đi đâu? Đi đạp máy năm sao với là gì đó đấy. Mọi người Đức Quang à? Không. Đức Quang năm sao ơi. Năm sao kia chứ. Sao năm sao kia chứ? Không theo năm sao kia chứ. Đéo ai đi về nhà nghỉ. Sao đây chỉ có bịp thôi. Nhà nghỉ trong hè kéo. Hơn nóng tình trạng. Chắc quả là quả tán gái đúng không? Tặng em. Gì nó béo nhanh nhất được không? Ngủ ý thôi. Hiểu á. Mấy bà này ngủ tan đến 12 giờ trưa mới dậy. Đúng không hả nhỉ? Rồi ngủ đến chiều vẫn chiều. Cái váy giống đi đẻ thế. Làm con dâu của ai được ngủ với 12 giờ trưa đúng không? Con dâu của ta. Được ạ. Con dâu của con trai. Thật luôn. Thật luôn. Ngủ 12 giờ trưa. Không tính ra mà để mà nói thì chị Dung thì phải gọi là cô là đúng. Nhưng mà có điều là mình chơi chơi nghệ thuật thì thôi, là mình vẫn xưng hô. Xưng hô nó thì nó trẻ trung. Cô chị Dung sinh năm bao nhiêu? 73 đúng không? 73 thì kém mẹ 1 tuổi. Phải. Mẹ 7 72. Ừ, mẹ 72. Mẹ 72, bố anh 67. Bố em 79. Bố mày 79 á? Bố mẹ 79 là 83.